Đây mình sẽ giới thiệu với các bạn một dàn âm thanh 5.1 của nhà LG. Model là LG HT902TB. Nó gồm có 4 loa trụ cao như thế này, một cái center, một cái sub và một cái đầu 5.1. Tuy nhiên thì cái sub của cái dàn này mình không có. Mình gắn đỡ cái sub của Samsung. Đó. Loa rất là cao. Tất cả những cái loa cây như thế này thì nó đều khá là nặng và to bản. Đó, to bản nha. Và cái center cũng vậy, nhìn nó rất là sang trọng. Công suất cái này là 1000W các bạn. Công suất là 1000W. Đây bây giờ mình sẽ xem thông số kỹ thuật của nó ha. Đây, đây là cái dàn của cái dàn này ha, 4 loa cây và cái súp á, súp rất là to, súp này rất là to luôn. Đây bạn thấy là gì, súp này rất là to và đẹp đó, to chưa. LG 902TB. Súp to kinh khủng. Tiếc là không có cái súp này, rất là tiếc. Và đây là thông số kỹ thuật của cái dàn này nha. Đây là loa ha. Loa front nè, loa front và rear. Đây là 4 cái loa cây này. Đó, mà thấy không? Front và rear là gồm có 2 đường tiếng, 3 loa. Đánh kháng trở là 4 ohm. Và cái dải tần số nó chơi được là từ 80Hz cho tới là 18.000Hz. Có nghĩa là những cái loa này nó đánh được dải âm bass 80Hz luôn. Có nghĩa là cái loa này cho ra âm thanh khá ấm. Khá là ấm, đầy đủ, gần như đầy đủ cái dải tần số từ 80Hz cho tới 18.000Hz. Cái dải tần số đánh khá rộng. Không phải khá nữa mà là rất rộng. Rất rộng luôn, 80Hz cho tới 18.000Hz. Vì thế mà âm thanh rất ấm. Rồi. Cái độ nhạy là 83 decibel trên watt trên mét. Cái chỉ số này cũng không phải là quá cao. Và công suất đỉnh mức chơi ở mức bình thường ổn định là 155W. Maximum là 310W. Chiều ngang tính cả cái chân đế. Tính cả chân đế là 28cm. 28cm và chiều cao là 120cm. 1m2 đó. Nặng 4,4 kg. Và center là chiều ngang là 45cm. Đó. 45cm. 45cm ha. Chiều cao là 16cm. Đó, chiều cao nè. Chiều cao 16cm. Và chiều sâu là 10cm. 10cm. Rồi, tiếp tục. Cũng là 2 đường tiếng 3 loa. 2 đường tiếng 3 loa, 4 ohm. Tần số đáp ứng là 80 tới 18.000Hz. Thông số cũng là độ nhạy là 83 decibel. Tiếc là không có súp. Súp này đánh ở cái dải tần số là 40Hz. Rất là trầm luôn. Và công suất tới 225W định mức. Nặng 6,8 kg. Khủng chưa? Rất tiếc không có cái súp này. Súp này á, chiều ngang là 25,8cm, chiều cao là 44cm và chiều sâu là 40cm. Đó. Đó. Súp này. Rồi, cái đầu 5.1 này á,
thì hiện tại nha, hiện tại thì đĩa này nó có vấn đề, không mở được, không mở được nha. Coi như không có bị hư đi. Ở đây thì nó có cái khe các bạn. Này là jack để karaoke, lỗ 6.5 karaoke ha, USB và ngõ line-in 3.5 line-in nha, 3.5. Đó. Aux. Các nút ở đây nó bị liệt hay sao á, bấm không anh, bấm không anh. Volume chơi được, bận được. M đúng không? Đó, nó có chữ nè. Function play. Đây. 9.2 ha. Đầu này sản xuất cũng lâu rồi. Cái bộ này sản xuất lâu rồi, 2007. Sản xuất năm 2007. Đẹp. To. Bệ vệ. Âm thanh rất tốt ha. Mình ghép cái súp này vào nghe nghe tạm thôi. Nhưng cũng rất là hay đó. Nó chiều cao. To. To bạn. Chân đế làm rất là chắc chắn. Và to khủng. Còn đây là phía sau của cái đầu 5.1. HDMI out xuất ra TV. Out. Đây là cái mã các bạn. HT902TB nè. Tiêu thụ là 120W, xuất công suất phát là 1000W. Anten FM và AM. Optical. Cổng quang. Đó. Và quạt. Quạt này đang quay. Đang quay rất tốt. Nó mát. Và cái kháng trở đối với la súp là 3 ohm. Cắt la còn lại là 4 ohm. Đó. Center. Não center. Còn cái mã của những cái loa này là nó ở dưới chân đế, nó ở dưới. Đầu này nhìn cũng không có gì đặc sắc cả. Rồi, thì bây giờ mình sẽ nghe chút xíu âm thanh của nó ha. Nghe chút xíu. Hiện tại thì mình không có remote của nó, mình chỉ có cái remote của dàn khác thôi. Cho nên mình chỉ có thể chỉnh được cơ bản thôi, là volume, rồi mute, thế thôi, cơ bản thôi. Còn những cái còn không chỉnh được, hiện tại thì không chơi được 5.1, chỉ chơi được đang là chơi là 2.1 thôi. Phải có remote đúng của nó thì mới chỉnh được 5.1. Remote này là cũng là remote zin luôn, nhưng mà không phải dàn của nó, cho nên không chỉnh được. Chỉnh được cơ bản thôi. Rất đáng tiếc ha. Mình sẽ để mình đang tìm cái remote của nó. Chơi hai loa xong. Mịt mờ ngoài phương xa tìm vui qua trăm miền. Tiếng rất ấm. Chậm mà ngày đêm sống che tay lòng diện. Năm tháng trôi dần chiến trận còn dại. Vui chiến đấu không quản ngại rằng
là súp của Samsung mình không phải dàn nó nha. Giờ này người tôi yêu còn yêu hay quên rồi, thành đô chắc vui mà đâu mấy ai nhắc tên người yêu. Bao năm rồi miền xa núi đã quen, còn chim chiến đến tôi vẫn Như Quỳnh đi. To lên. Không phải bass của nó, không phải bass của nó, cho nên đánh nó nghe nó không được hay. Tiếng bass này không được hay. Mặc dù là bass này cũng là bác cũng đánh được lắm á, nhưng mà gắn vào cái này á nó không ổn, tại vì công suất cái này tối đa là 225W mà cái kia chỉ có 100W thôi, nghe nó hơi gượng gượng xíu. Tiếng chép của những cái loa này cho ra hay ấm áp. Mình đoán là trong bên trong này có cái phân tầng. Mình đoán bên trong có phân tầng, tại vì nếu mà đã chơi ở cái giải tần số là 80Hz mà có 3 loa nữa thì chắc chắn sẽ có phân tầng bên trong. Nghe tiếng bass nó hơi gượng xíu. Đúng là không phải cái dàn của nó, không phải cái đó, nó nghe hơi gượng. Rồi, ok. Clip đây là hết nha.